lâu lắm. Hả? Về đã cũng khó. Cắt nhỏ không? Cắt thôi. Cắt. Cắt ra dạ. Cắt ra không? Cắt. Cầm đúng ra. Mấy tháng rồi mình mới gặp lại anh bán mía này mọi người. Đi hoài mà không có gặp. Gặp lại trong mưa gió bão bùng. Cái duyên gặp lại trong hôm nay mưa. Gặp anh ngay cái vòng xoay Tân An này. Ngay cái vòng xoay cũ. Anh giới thiệu là anh Minh. Nè anh bạn ngay vòng xoay Tân An. Bây giờ là đi về lại thành phố Hồ Chí Minh luôn anh hả? Anh mình chạy xuống đây bán xa vậy? Sao mình không bán ở chợ luôn anh? Bán nhiều năm. À bán cũng nhiều năm ở đây rồi anh hả? Anh bán bao nhiêu năm rồi anh? 10 năm ở đây. 10 năm. Lâu lắm rồi. Ở chợ 10 năm ở Tân An đây mọi người. Vẫn là động tác quen thuộc đấy. Đó cho nên mọi người thích anh là ở chỗ đây nè.
dao sạch lắm nha mọi người. Hôm nay hình như anh bán chưa có hết anh hả? Thường anh bán ở địa điểm nào để mọi người biết anh? Hay bán như chợ phường 2. Chợ phường 2, bán từ mấy giờ thế nhỉ? Phường 3, với sân banh, bên sân banh Đông là Long An. Bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Tầm mấy giờ để mọi người có thể tìm anh? Thường 11 giờ. Anh là từ Sài Gòn xuống. Anh cứ một kia là cứ chạy xe từ trên thành phố xuống anh hả? Thấy đi bán thì nó cứ học hỏi, mình cứ học nhìn thấy người ta làm chế. Thế kiểu như bao công ngày xưa.